Mấy người muốn làm gì? Đi theo chúng tôi một chuyến. Tiểu Kim Đường, đi với chúng tôi. Có ai không? Người của Tiểu Kim Đường muốn hại người. Họ bắt người. Người của Tiểu Kim Đường à? Nói đi, tại sao bắt cô ấy? Đường chủ nói cô ấy là hung thủ giết Yamada. Quay về nói với Dạng Tâm Tư, Yamada do ta giết, không liên quan đến cô ấy. Đi đi. Đỡ tao vậy. Cô có sao không? Cứu tôi với. Cửu Nhã, tôi sai rồi. Tha cho tôi đi mà. Im đi. Cứu tôi với. Thả tôi ra. Cứu tôi. Cứu tôi. Hét đi. Hét đi. Hét đi. Hét nữa đi. Sao không hét? Hét đi. Hét nữa đi. Sao không hét? Hét đi. Hét đi. Hét đi, hét đi, dừng tay. Cô gái, cô như vậy sẽ giết chết anh ta. Đúng là cô không biết rồi. Đây là đầy tớ của tôi, miệng mồm thối lắm. Mặc kệ anh ta có nói gì thì cô cũng không được đánh anh ta. Thả ra đi, đứng thẳng lên. Lắc cái gì mà lắc? Có vui không? Có vui không? Để tôi trói cô lại rồi đánh hai roi, xem cô vui không. Anh có sao không? Nè. Nè. Anh, có phải ngươi ở trong nhà bếp nói xấu nhà ta muốn họ Tăng tán gia bại sản, tuyệt tử tuyệt tôn? Không, tôi không có. Cửu giả này tay còn thánh lắm. Ngày nào ta còn ở Tăng gia thì ngày đó không thể để các ngươi muốn nói gì thì nói. Cô, tôi. Cô, tôi. Tôi thì sao? Cửu Nhã, Cửu Nhã, người hốt quản cái gì chứ? Nhà họ Đỗ đến quỷ hôn, lão gia rất tức giận. Quỷ hôn? Cô Tăng, cô Tăng, bình tĩnh đã. Chuyện gì cũng thương lượng được mà. Tôi biết chuyện này là do chúng tôi không đúng. Có gì cô cứ nói thẳng ra, chúng tôi sẽ bồi thường. Bồi thường? Lấy mạng sống các người mà trả. Hôm nay ta sẽ chỉnh đốn các người, đốt hết mấy người. Được rồi, đừng đánh nữa. Tăng lão gia. Ba. Ba. Tăng lão gia, cũng may là lão gia sáng suốt, không đồng ý cuộc hôn nhân này. Còn Cửu Nhã nữa, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Bà nói lại coi. Tôi sẽ giết bà. Người chúng tôi cưới là đại tiểu thư của nhà họ Đoàn. Đoàn Tư Ý tốt hơn cô gấp mấy trăm lần. Ngày mai sẽ kết hôn. Đoàn Tư Ý, cô ấy là ai? Đáng tiếc cho gia đình đó, không sinh được con trai. Người ta là con gái gia đình đức hạnh, không giống như cô, đáng đời nhà cô. Bị tuyệt tử tuyệt tôn, đánh chết mấy người. Có giỏi thì đứng yên đó. Đứng lại. Đứng lại cho tôi. Cửu Nhi, Tăng lão gia. Tăng lão gia. Ba. Tăng lão gia. Ba. Ba không sao chứ? Ba. Ba ơi. Ba. Ba. Ba tôi sao rồi? Ông nói đi. Ba tôi sao rồi? Chuẩn bị hậu sự đi.
Anh Dân, hôm nay có người giả mạo anh đó. Em sẽ không tin anh ta. Tóm lại khi nào em gặp được anh, không phải anh nói là chỉ cần em thổi còi thì anh sẽ đến cứu em. Em chuẩn bị thổi còi để được gặp anh. Nếu như anh đến thì em sẽ đi với anh. Nếu như anh không đến thì anh là kẻ nói dối. Em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Anh chỉ lừa em thôi. Vào đi. Ba. Được rồi, đừng khóc nữa con. Nếu như đã quyết định rồi thì đừng xử sự như trẻ con nữa. Con không sao, miễn là ba với mẹ hạnh phúc là được. Giờ lành đến. Giờ lành đến rồi. Cô đến đây làm gì? Muốn chết à? Cút! Tôi cũng muốn xem hôm nay các người ai dám cản được người chết. Là cô à? Đây không phải Đoàn Tư Ý, người có phẩm hạnh tốt hơn tôi gấp trăm lần sao? Cô đang nói gì? Cô cướp chồng chưa cưới làm ba tôi tức giận, vậy mà còn ở đây giả vờ. Còn nữa, hôm nay cô phải quỳ lại ba tôi để chuộc lỗi, nếu không thì tôi sẽ chết. Ba, ba nhìn cho kỹ. Bây giờ con sẽ báo thù cho ba. Đánh cho tôi. Lên, cô điên rồi à? Các người làm gì? Đánh cho tôi. Lên, đánh đi, dừng tay. Cô phải đập nát tất cả mới hòa giải được đúng không? Được, tôi giúp cô. Cô nguôi giận chưa? Đi được chưa? Không được. Cô phải quỳ xin lỗi ba tôi. Tăng tiểu thư, cô đừng có quá đáng. Cửu Nhã tôi đang khó chịu, ai dám dễ chịu chứ. Cái đám cưới này tôi phải quậy tung lên bằng được. Vậy tôi cảm ơn cô trước. Ý cô là sao? Mọi người thấy rồi đó, hôm nay người của Tăng phủ đến quấy rối chỉ là sợ cuộc hôn nhân này không thành được. Tử Cương, chị xin lỗi em. Không sao chị à, dù thế nào em cũng ủng hộ chị. Cô hay lắm, cô dám lợi dụng tôi. Đây chẳng phải mục đích cô đến đây à? Như vậy đi, cô về nhà trước,
để tôi tiếp tục đám cưới. Cô muốn đuổi tôi đi à? Không dễ như vậy đâu. Tôi bóp chết cô, tạ lỗi với ba tôi. Cô họ Tăng kia, tôi bóp chết cô để tạ lỗi với ba tôi. Qua đây, xin lỗi ba tôi ngay. Tôi bóp chết cô. Dừng lại, tránh ra. Tôi bóp chết cô. Bóp chết cô. Chết người rồi. Không xong rồi. Xảy ra tai nạn chết người rồi. Không sao chứ, tiểu thư? Không sao chứ? Không sao. Sao lại là anh? Đừng hỏi nhiều, đi theo tôi. Buông ra. Đồ điên khùng. Tối qua tôi nghe thấy tiếng còi của cô. Tôi biết cô vẫn chưa quên tôi. Là anh thật sao?